Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và chiều ngày hôm nay thì Huy cũng sẽ cùng quý anh chị mình sẽ xem qua chiếc xe Toyota Innova số sàn 2021 vừa về Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì đây là một chiếc xe màu đồng ánh kim nha, màu đồng ánh kim. Đấy, đèn rồi còn rất là mới quý anh chị. Chiếc xe bảo trì bảo dưỡng rất kỹ luôn quý anh chị. Ngoại thất và nội thất của chiếc xe này như anh chị thấy mới vừa lái về thôi, chưa có làm maru, chưa có vệ sinh gì hết, nhưng mà về chắc xe thì còn rất là đẹp quý anh chị. Phụ kiện thì có thấy là đầy đủ hết rồi, giống như là miếng chống trầy nè, rồi lót sàn, ghế da, bọc vô lăng, đầu DVD, camera gear, rồi những cái bọc cần số như thế này thì chủ xe cũng đã được trang bị hết, bảo dưỡng kỹ nha quý anh chị. Đây, bảo dưỡng là ở Toyota Biên Hòa này ha. Đó. Rồi đây, anh chị 2021 là 2021 à, chén cửa rồi ốp nắp xăng đây đó, thì mới vừa về thôi. Rồi Huy cũng sẽ cùng quý anh chị mình xem chi tiết về xe nha. Vỏ là còn nguyên bản theo xe hết nha quý anh chị nha. Đấy, bốn cảm biến khoảng cách ở phía sau, camera gear đây, gầm bệ thì còn mới toanh. Với chiếc xe này thì anh chị đưa trước khoảng 200 nha là anh chị có thể mua được chiếc xe Innova 2021 rồi. Phần còn lại là phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay. Đấy, phần còn lại là phía bên tài chính Toyota sẽ hỗ trợ. Và hiện tại thì mới có thông tin vừa điều chỉnh lãi suất, tức là lãi suất sẽ giảm nữa các anh chị. Lúc trước thì lãi suất hơi cao một tí, nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì bên phía tài chính Toyota đã giảm khoảng 3 đến 4 lần lãi suất rồi. Cho nên lãi suất hiện tại bây giờ cũng khá là mềm nha quý anh chị nha. Ok, rồi. Thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình sẽ xem chi tiết về cái sản phẩm. Đây, đầu DVD này. Đấy, DVD theo xe nha. Ok. Rồi. Mình có thể điều chỉnh âm lượng ở trên vô lăng nha quý anh chị nha. Rồi điều khiển giọng nói, rồi đàm thoại trên tay có hết luôn. Đó. Huy sẽ nổ máy thì chỉ cần đập côn và đề nổ thôi. Côn đồ còn rất là nhẹ ha. Và ga đồ anh chị, ga đồ đạp rất là ngọt đây. Đấy, rất là ngọt luôn. Ok, rồi. Đây, camera gear, cảm biến khoảng cách ở phía sau. Hộp số thì đối với Innova thì anh chị biết rồi, hộp số thì có chế độ Eco, tiết kiệm nhiên liệu anh chị, và chế độ Power. Chế độ Eco thì anh chị chạy ở chế độ tiết kiệm đường trường. Thì nó không có bốc, nó không có vọt như cái chế độ Power. Xe có 3 chế độ các anh chị. Một chế độ mà bình thường anh chị không kích hoạt, hai chế độ này là chế độ Normal, là chế độ chạy bình thường. Power này anh chạy chị kích hoạt cái chế độ này chạy nó rất là khỏe luôn. Rồi, những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết nha. Như là hệ thống chống bấu cứng phanh này, rồi hệ thống hỗ trợ khởi hành ngăn dốc này, rồi phân bổ lực phanh điện tử này. Thì có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Vị trí để ly này. Xe này thì như anh chị thấy chắc xe còn rất là mới và đẹp này. Bọc trần có vị trí để mắt kính. Xe này thì vẫn còn chế độ bảo hành thẳng đầy đủ hết, cho nên là anh chị không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Bảy túi khí nha quý anh chị nha. Đây, ghế da lót sàn như là miếng chống trầy bật lên xuống, Oro rồi thì chuẩn hết. Tại hãng thì anh chị yên tâm. Những chiếc xe mà tại Toyota Tân Cảng Minh Huy thì luôn cam kết đảm bảo xe không bị lỗi, bị đâm đụng, bị ngập nước. Vì những chiếc xe đó là Minh Huy không có mua, cam kết bằng văn bản cho quý anh chị luôn. Và về chế độ bảo hành thì Minh Huy sẽ bảo hành, có những chính sách bảo hành về động cơ, hộp số. Còn đối với chiếc xe này thì anh chị không phải lăn tăn lo lắng gì hết, vì chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ mà. Cho nên là có bất kỳ vấn đề gì thì anh chị có thể đem xe đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được bảo hành cho quý anh chị. Da này cũng loại da xịn nha quý anh chị. Đấy, móc treo 4kg ha. Đúng không? Đúng rồi, 4kg. Đó, ổ sạc này. Đấy, hệ thống điều hòa lạnh buốt và lạnh rất là sâu nha. Đó, xe gia đình đi rất kỹ. Và mỗi hàng ghế thì đều có bố trí hai cửa gió điều hòa như thế này. Hiện tại thì anh chị mua chiếc xe này thì Huy sẽ hỗ trợ ưu đãi cho quý anh chị. Thực sự là về giá này, Huy sẽ ưu đãi giá tốt cho quý anh chị, Huy xin cho. Rồi thứ hai nữa là về phụ kiện thì Huy thấy cũng đầy đủ hết rồi. Còn thiếu một cái car hành trình thì anh chị thích thì Huy sẽ xin hỗ trợ tặng cho quý anh chị luôn. Thì đó là những cái chia sẻ từ Huy. Anh chị nào mà đã theo dõi kênh của Huy rồi thì Huy cũng
Cảm ơn quý anh chị đã tin tưởng và ủng hộ Huy cũng như là đại lý chính hãng Toyota Tân Cảng. Những chiếc xe bên Huy thì anh chị yên tâm về chất lượng, không phải lăn tăn lo lắng gì hết á. Còn xe Innova thì bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota luôn, cho nên những chiếc xe của Toyota là anh chị yên tâm tuyệt đối. Động cơ, máy móc, gầm bệ, hộp số, rồi hệ thống điều hòa, mọi thứ là ok, chuẩn chỉnh hết. Bên Huy về là kiểm tra nghiêm chỉnh 176 hạng mục, rất là kỹ. Những vấn đề như là cần bảo dưỡng là bên Huy sẽ cho bảo dưỡng, rồi cần kiểm tra, rồi vệ sinh này nọ hết là bên Huy cho làm sạch sẽ luôn. Giống như chiếc xe này là bên Huy về là kiểm tra 176 mục rồi với anh chị. Bảo dưỡng này ha, rồi bên Huy cho làm đẹp và cái phần ngoại thất, đánh bóng, vệ sinh hết. Rồi nội thất bên trong là bên Huy sẽ tháo ghế rồi ra, rồi vệ sinh sạch sẽ bên trong, khử khuẩn, vệ sinh từng ly từng tí các anh chị, dây beo rồi những ngóc ngách của xe rất là kỹ luôn. Đó, thì đó là những chia sẻ của Huy. Và hệ thống gầm là bên Huy sẽ vệ sinh sạch sẽ hết luôn. Đó, rửa sạch sẽ. Rồi động cơ thì bên Huy cũng vệ sinh từng bộ lon con tán, từng dắt điện luôn quý chị. Thực sự là rất là kỹ. Thì tại hãng, khi anh chị mua tại hãng thì anh chị sẽ được cái gói Marukuri tại Toyota Tân Cảng bên Huy. Cái gói này làm cực kỳ sạch sẽ và cực kỳ chất lượng luôn. Đó, ngoài việc vấn đề bảo trì bảo dưỡng, thực sự là anh chị mua xe mà ở ngoài thì chắc chắn là anh chị là không có đảm bảo về chất lượng là cái thứ nhất. Một điểm thứ hai nữa là về vấn đề mà bảo trì bảo dưỡng, chắc chắn với anh chị, chắc chắn là mua xe về thì người ta bỏ chi phí ra, người ta bảo dưỡng cho anh chị thì rất là ít. Thực sự là rất là ít nha quý anh chị. Đó là Huy chia sẻ thật như vậy. Thì anh chị nào mà có theo dõi kênh của Huy cũng như là một số những đồng nghiệp của Huy thì anh chị sẽ nắm được đại lý của Huy là công ty Nhất, cho nên là mọi thứ rất là chất lượng, rất là chất lượng. Ok, rồi mình sẽ xem qua về phần động cơ nha. Thì đây là cái động cơ 2.0, thì Innova là chỉ có 2.0 thôi. Máy xăng, máy xăng nha quý chị, một câu dẫn đồng câu sau. Nhiều anh chị hỏi Innova số máy dầu. Thì Innova chưa ra máy dầu, hiện tại ở Việt Nam mình thì chưa có. Những cái thanh ngang két nước đó, khung xương gọi là ok, đảm bảo ngon lành hết cho quý anh chị nha, chứ không có lỗi gì hết. Còn động cơ, hộp số này nọ thì nổ cực kỳ êm luôn, và Innova thì bền lắm. Với những chiếc xe bảo dưỡng hãng này kỹ như thế này thì anh chị không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Đó. Rồi thì thông tin sơ, xe đi được khoảng 6 vạn và bảo dưỡng hãng kỹ lắm nha, cho nên là anh chị yên tâm. Về đây thì bên Huy cũng cho bảo dưỡng, cho nên là anh chị không phải lăn tăn lo lắng gì hết. Và giá, cuối cùng là giá, niêm yết 640 và giá trên bên Huy cũng đang hỗ trợ giảm bớt lọt tặng phụ kiện. Anh chị nào thích xe thì liên hệ với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Còn xe đảm bảo quý anh chị xem xe là anh chị thích. Ok, rồi thông tin sơ để quý anh chị mình nắm nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào, gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Rusuma Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam ạ. Huy xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Ok, rồi xin hẹn gặp lại ở video sau ạ.